thích đi chơi lại trở lại trong một tập đặc biệt chương trình. Hiện tại thì chúng mình đang ở ngoài London rồi, đang ở một cái town tên là Amersham. Và Cảnh Thiện có ấn tượng gì về Amersham? Có về đồ ăn cũng sao. Chúng mình đang ở một cái pub. Mình order ở đây là một cái beef burger, một cái chips. Cảnh Thiện thì là fish and chips rồi. À, đây là quang cảnh của cái pub. Mọi người đang xem rugby. Cái gì? Six Nations. Six Nations là cái gì? Kiểu World Cup cho rugby. Ờ. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn nhé.